Đèn ai đưa? Đèn thối là sao? Rồi ta thối đại, có dụng thối đại nữa là kho cá kìa, kho cá nghe hấp dẫn lắm kìa. Kéo tay đó chứ đâu phải đấy đâu. Nè, có thấy không? Chưa? Đây nè, đây là thím nấu đấy nha, nghe chưa? Chứ không phải chơi đâu đó. Rất là ngon nè. Cái gì thấy không? Ừ. Mà sao cô hồi đó là bị cái này là mấy bao nhiêu năm rồi? Bị rất là hai năm rồi. Mà bác sĩ nói sao mà lắc vậy hoài? Bị chạm thần kinh hả? Đụng cái đầu. Đau lòng đây. Ở đây tới giờ luôn. Ở đó có nhà phải không? Thành thương sợ. Phải bị bệnh này bác. Đang hết để lo cho chú 4 tháng trời nằm hôn mê. Rồi khi mà chú ra rồi chú tỉnh lại là nhà không còn. Thì cô đi bán vé số, cô mới bị xe tăng mà nó vừa chạy nạn, giật tới rồi. Chú nghĩ là mấy ngày này, cái này là não nè. Thì nó ảnh hưởng là triệu chứng não. Dạ. Thầy ngồi thầy. Cái tai biến là cũng là về não, chú, về máu. Tai biến là bị nghẹt đó. Cái dây một cái trong thần kinh mình nó nhiều dây. Nhưng nó bị ảnh hưởng, chú là một trong những cái dây đó. Chú như vậy là chú dây cũng may mắn. Có những người chú biết dây thần kinh là nguyên dây chánh đó, nó đứt dây chánh một cái là nằm một chỗ. Một chỗ là đi luôn. Một đi luôn các cái biến mạch máu não. Không, từ từ chú được thì từ từ chịu khó đó chú ngồi chú. Nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Sao bốn còn cô? Cái phường mình là phường phường Bình Thuận phải không? Tại vì anh em tụi con đi cũng huyên góp, cũng nhiều anh em chung tay với nhau để gửi cho chú Thiếm. Nhưng mà cái này hồi lúc trước là không có tiền để chuyển chứ không đến đổi như vậy. Có rồi bị, đúng không? Thì bị thần kinh chạm với thần kinh nó không... Cô tối á cô ngủ đó có lắc vậy không? Lắc luôn. Vậy sao cô ngủ được? Không ngủ được. Ngủ hên thì không lắc. Chứ ngủ rồi là đâu có lắc được. Mê cho thầy để thầy điện cho cái bác sĩ bên thần kinh ấy đó. Con coi như thế nào vậy được? Em sẽ gọi chị Lâm Tuyền, tại vì chị Lâm Tuyền ở phường Bình Thuận. Cái thứ hai nữa là cái này sẽ đưa cho Tuyền đi, giúp kịp thời đi chứ. Cái này trời ơi khổ quá, cái này làm sao vậy? Nắng.